Sau khi kết thúc đặc huấn 20 ngày, Mục Trọng Thiên đưa ba người Nam Hiên Vũ đến Truyền Ninh Tháp. Phía trước chính là Truyền Ninh Tháp, Thăng Ninh Đài ở trong đó. Học viện cuối cùng đã xin được thêm hai vị trí nữa, để ba người các em đều có thể vào nâng cao bản thân. Các em phải cố gắng lợi dụng cơ hội này. Vậy, nơi này có thể mua linh hồn hoa. Hiên Vũ, cậu đang làm gì vậy? Này, con kim nhãn hắc long đó đang chỉ huy đại quân hồn thú hay sao? Đó là thú triều 2 vạn năm trước ở Mẫu Tình. Truyền Ninh Tháp đã chế thành bức họa treo ở đó, muốn nhắc nhở những người đời sau hòa bình với hồn thú. Ồ, đi thôi, chúng ta vào trong. Chúng ta còn 8 ngày nữa là tới ngày bay đến Sử Lai Khắc học viện. Ta hy vọng các em có thể kiên trì càng lâu càng tốt. Nam Hiên Vũ, Băng Thiên Nương là đám người của Lăng Thiên học viện, lẽ nào đặc biệt đến để gây phiền phức? Tôi có thể nói chuyện với cậu hay không? Yên tâm, tôi không phải đến để báo thù. Cũng chẳng có gì mà phải báo. Các người không phải cũng thi đấu vòng sau rồi sao? Nhiều nhất là gặp lại ở kiểm tra thêm của Sở Lai Khắc. Cậu muốn nói cái gì? Tên này, bộ mặt vô tội thật khiến người ta tức giận. Trước đó bị hắn chơi đẻo rồi, thật muốn đấm vào mặt của hắn một cái. Tôi đặc biệt đến đây để tìm cậu, là muốn hợp tác với cậu. Ồ, nói thẳng ra, tôi và các bạn đồng học rất là bực mình với cậu. Kế hoạch của bọn tôi vì cậu mà tan thành mây khói. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi cũng hiểu khoảng cách khác biệt giữa tôi và cậu, cho nên chúng ta hợp tác đi. Nhưng cậu nhìn không giống với người thiếu tự tin như vậy. Tôi biết cậu là vì một tổ khác ở trong học viện các cậu. Lão bộ tên này nhanh nhẹn thật đấy. Đúng là vì một tổ khác. Cô ấy là một người em thanh mai trúc mã của tôi. Thực lực của cô ấy có hạn, nhưng tôi hy vọng cùng cô ấy vào Sử Lai Khắc. Vậy thì làm thế nào để tôi tin cậu đây? Tôi làm việc trước giờ nói một là một, nói hai là hai. Hợp tác của chúng ta có thể bắt đầu từ Thăng Linh Đài. Được, chúng ta vào trong đi. Một phòng nào đó ở trong Thăng Linh Đài. Độ giống với thế giới thực là 50%. Sau khi vào, mỗi người sẽ được phát động một cảnh báo khi có thể thoát thân ngay lập tức. Gặp phải tình hình không thể nào ứng phó, có thể rút ngay ra khỏi chiến trường. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, Truyền Ninh Tháp không chịu trách nhiệm. Đóng kho mô phỏng, 50% thông cảm, quả nhiên là lợi hại. Độ nhiên cảm, thấy kỳ vọng rất nhiều. Vào trong pha cảnh. Chúng tôi từng đến đây, hồn thú ở đây không có trình tự khống chế đặc biệt. Càng chân thực cũng càng đáng sợ, cho nên phải vô cùng cẩn thận. Chỉ cần kích sát hồn thú, cùng với đó mọi người sẽ được cố sức mạnh hồn thú giải phóng ra, từ đó tăng cường hồn hoàn và hồn cốt của chúng ta. Được, cậu chỉ huy hay là tôi? Cậu làm. Được, Liêu Phóng, cậu làm trinh sát, quan sát xung quanh. Kỳ Tháp, Mộc Nhân điều chỉnh trạng thái, bảo đảm tốt nhất thì hãy tiến lên. Trong phạm vi 300m không có bất kỳ tung tích nào của hồn thú. Đi về phía bắc, rừng rậm dày đặc, cây cối cao có lẽ là khu vực của hồn thú mạnh. Bạn học Băng, với kinh nghiệm lần trước của các cậu, bây giờ sẽ làm gì? Nếu là tôi sẽ tiến vào trong đó. Được, chúng ta sẽ ở bên ngoài quan sát đã. Nam Hiên Vũ, cậu cố ý phải không? Tôi chỉ muốn thử chỉ huy của tôi có tác dụng hay không thôi. Vũ ca, bình tĩnh lại, bỏ đi. Cậu bị ấu trí sao? Đại đao ngu xuẩn, cậu nói ai? Tên béo, muốn chết thì tôi cho cậu tọa nguyện. Được rồi, nghe cậu ta đi, trận hình bố trí thế nào? Tôi và Tiền Nỗi ở bên trong, Lưu Phong ở phía trước dò đường, Băng Huynh ở phía sau, bạn học Đại Đao ở phía trước mở đường. Dùng Thái Dương Võ Hồn đi sau cậu ấy. Được. Năng lực của cậu ấy rốt cuộc là gì? Có thật sự giúp được thục thi tấn cấp hay không? Để tôi nhìn rõ xem nào. Chú ý chuẩn bị chiến đấu. Cương liệt hào trừ, 3 con 100 năm, 3 con 10 năm. Để tôi lên. Càng nghĩ càng tức, tên béo vừa rồi gọi mình là gì? Sao mình lại là đại đao ngu ngốc? Đến đi. Bé con trông dữ đấy, trông hung dữ đấy. Gặp bốn đại gia coi như là các ngươi xui xẻo. Đợi tam hồn kỹ, mạch đao thế.
Phía trước có luồng nhiệt hơi yếu, hình như đã có thay đổi gì đó. Đây có lẽ là kết quả thăng linh đài nâng cao năng lực hồn hoàn. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Các cậu thì có tác dụng gì, không phải là dựa vào bọn tôi cả hay sao? Này, cậu nói ai? Thái độ mấy người là kiểu gì vậy? Nếu chiến đấu phía sau cũng là như vậy, tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta bây giờ có thể dừng lại rồi. Ý cậu là gì? Đây gọi là nghe chỉ huy của tôi sao? Còn cần tôi chỉ huy hay sao? Hồn thú đến không mạnh, liền giải quyết luôn thôi. Không cần đến lúc cậu phải chỉ huy cái đó. Có phải cậu cảm thấy tôi đang làm loạn vô lý? Lẽ nào không phải hay sao? Được, vậy tôi hỏi vài câu. Các cậu bảo tôi chỉ huy, nhưng khi chiến đấu, có trưng cầu qua ý kiến của tôi hay không? Thứ hai, các cậu không nghe chỉ huy tự ý ra tay, dẫn đến tiêu hao không cần thiết. Vũ Thiền, vừa rồi cậu đã tiêu hao bao nhiêu hồn lực, bây giờ còn mấy phần chiến đấu lực? Ít nhất là còn 7 phần. Vậy sao? Nếu 6 người chúng ta hợp tác, nhiều nhất cậu chỉ tiêu hao 1 phần. Còn bây giờ chúng ta đang ở một nơi nguy hiểm chưa biết đến. Bây giờ đành phải rời khỏi đây, để các cậu phục hồi hồn lực mới có thể tiếp tục đi sâu. Cũng có thể nói, hành động tùy tiện của các cậu là mất thời gian của cả đội. Cậu ấy nói không sai. Trong thế giới ảo rất dễ xảy ra thói quen không sợ chết. Nếu đời thực có thói quen như vậy, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Xin lỗi, là bọn tôi sai. Từ giờ trở đi, bọn tôi sẽ nghe theo chỉ huy của cậu. Tôi phải xem dưới sự chỉ huy của cậu, đoàn đội có thể làm đến mức độ nào. Được thôi. Vậy, giờ bắt đầu nghe tôi chỉ huy. Duy trì đội hình. Lưu Phong tiếp tục trinh sát, chúng ta rút ra phía ngoài một chút, tìm một nơi để hai cậu hồi phục hồn lực. Không thể không thừa nhận, tên nhóc này đúng là trầm ổn hơn một chút. Rốt cuộc là có cần toàn lực hợp tác với họ hay không? Như này có khả năng sẽ bạo lộ năng lực của bản thân. Khảo sát của học viện sở nai khác chắc chắn là sẽ không dễ dàng. Nhìn thực lực tổng thể, đội mình nào đội yếu nhất? Cũng giống như nào bọn họ cần đầu óc của mình vậy. Mình cũng cần những minh hữu mạnh mẽ. Vậy chúng ta xuất phát chưa? Đợi thêm một lát. Tôi phải làm một thí nghiệm đơn giản. Thực ra tôi là hồn sư hệ hỗ trợ. Hệ hỗ trợ? Thứ nào biết cộng hưởng với bạn Nâm và bạn Vũ thế nào? Tôi đã có phán đoán rồi. Còn cậu, tôi muốn thử xem kiểu gì thì phù hợp hơn. Cái này, đợi đã. Cậu giúp tôi xem thử làm thế nào để cộng hưởng với tôi trước đã. Xem ra bọn họ vẫn chưa đủ tin tưởng mình. Nhưng không sao cả, bọn họ sẽ sớm hiểu ra thôi. Cảm giác tuyệt vời quá. Cộng hưởng của cậu ta thật là lợi hại. Sức chiến đấu của mình đã tăng lên 3 phần. Không, ít nhất là 5 phần. Rất tốt, giống hệt như mình nghĩ. Ban nãy tiểu tử cậu làm thế nào? Mau trả lại sức mạnh cho tôi, mau lên. Điện cũng gật đầu, Điên cũng gật đầu. Tiểu tử đó thật là lợi hại. Cậu có muốn thử hay không? Nhớ lúc đó cậu ta đã cản được hồn kỹ thứ tư mạnh nhất của mình. Bây giờ cậu ta lại nói mình là hồn sư hệ hỗ trợ. Tiểu tử này tuyệt đối là không đơn giản. Tôi cũng muốn thử. Được, hiệu quả của lô điện rõ ràng đã tăng lên. Mình cảm thấy bản thân dồi dào sức mạnh. Tiểu tử này thật sự là hồn sư. Có hai hệ hay sao? Cộng hưởng của cậu ta đã là trình độ của hồn kỹ trăm năm rồi. Hơn nữa là cộng hưởng toàn diện. Sẽ dựa theo đặc điểm của những hồn sư khác nhau mà sinh ra cộng hưởng. Thậm chí cộng hưởng sẽ có thể đạt 50%. Tiểu tử này nhất định là hàng quý đó. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát thôi. Ơi, những năng lượng ban nãy giống như nào bị huyết mạch của mình hấp thụ rồi. Khí tức huyết mạch trong cơ thể hình như cũng tăng lên vài phần. Nghĩa nào hồn hoàn của mình là nguồn cung cấp huyết mạch của mình. Trong mấy trận chiến sau đó, Vũ Thiền và Lâm Đông và Lâm Đông Huy rõ ràng cảm nhận được dưới sự chỉ huy và cộng hưởng của Nam Hiên Vũ, chiến đấu ngày càng đơn giản và thuận lợi. Mà trinh sát Lưu Phong cũng giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Một đường 6 người hiệu quả rất cao, không ngừng đi sâu vào hồn thú xâm lâm. Yêu thú ngàn năm có thể di chuyển, mọi người cẩn thận.
Lát nữa, bạn Nâm là tấn công chính. Bạn Vũ bảo vệ bạn Nâm. Tiền Nỗi chuẩn bị công triệu hoán bạn Bằng. Chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào. Chúng ta lên. Yêu thụ không tới 3.000 tuổi, vẫn khá dễ đối phó, tên này vẫn không có cách thoát khỏi đất. Bạn Nâm chuẩn bị hỏa cầu tấn công, Vũ Mào chỉ cần bảo vệ bạn Nâm là được. Đi! Cẩn thận, nó đánh vật hỏa cầu trở lại rồi, yên tâm giao cho tôi. Sự kết hợp và thực lực của bọn họ quả thực rất mạnh, tuy ba người bọn họ đều là hồn sư hệ cường công, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Không chỉ chiến đấu một mình cực mạnh, mà còn có tác dụng của hệ mẫn công và hệ khống chế. Băng Thiên Nương là đội trưởng. Ây, tôi vừa mới ngủ chưa? Sao đã vào trong xâm lâm rồi? Có thể giúp tôi dùng băng mâu chém chúng nó trong kẽ hở của nhánh cây hay không? Là yêu thụ hà, để tôi thử xem. Sau khi chém chúng yêu thụ, Băng Thiên Thô cho lỗ băng mâu. Băng mâu lỗ làm cho yêu thụ tạm thời bị đóng băng. Lâm Đồng Huy tất nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức toàn lực xuất kích. Ây, nơi này là Thăng Ninh Đài. Đúng đó, cậu xem tôi có chuyện tốt, cũng đều nghĩ tới cậu. Ba điều kiện lần trước có phải? Cho lợ đã. Bán nãy không phải là thiếu nữ lần trước gặp hay sao? Mình cứ tưởng cô ấy thuộc một đội khác của Thiên Na Học Viện. Cô ấy lại là bị triệu hoán tới. Triệu hoán một tam hồn sơ, đây là chuyện gì? Ban nãy chuyện này liên quan tới một vài thứ phức tạp của phép tắc không gian. Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại, tôi và Tiền Nỗ kết hợp thì sẽ chảy ra kiểu này. Người bạn đó của tôi tới từ Thiên Đấu Tình. Loại chuyện này coi như là vũ khí sát thủ nhỉ. Không ngờ cậu ta lại nói hết cho mình. Xem ra, con người của cậu ta cũng không tệ. Chúng ta đi thôi. Nếu đã phát hiện ra hồn thú ngàn năm, Nam Hiên Vũ cũng không đi sâu vào nữa, mà đưa mọi người đi xung quanh săn giết hồn thú. Tổ đội 6 người kết hợp càng thêm nhuần nhuyễn. Trời vào đêm, đoàn người đã kích sát được 7 con hồn thú ngàn năm, nhận được phần thưởng. Thế giới ảo thật là vô vị, không có cách nào làm chút thịt nướng để ăn cả. Ây, thảo nào cậu béo như thế, thì ra là tên tham ăn. Cứ làm như cậu không ăn ấy, cậu ngày nào vung đại đao. Công phu thái rau chắc cũng không được nhỉ. Dù sao cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hay là cậu thử xem. Đại đao ngốc, cậu lại bắt đầu ngứa đòn rồi. Thử gọi thêm một câu xem. Tôi cho cậu nếm thử đao của tôi. Hai cậu đấu khẩu nguyên ngày rồi, có thôi đi hay không? Muốn đánh ra chỗ khác đánh. Được thôi, tôi không cùng thuyền với cậu ta. Tôi là người từ chối đặc tuyến của học viện sở nai khác đó. Tôi thấy cậu không dám thì có. Như cậu mà cũng đòi đặc tuyến. Đặc tuyển? Tôi thì sao, cậu có từng gặp triệu hoán hồn sư như tôi chưa? Cậu có thể đại biến người sống. Vậy sao, cậu từ chối đặc tuyển? Đúng đó. Ây, không đỡ xa anh em. Không có tôi, hai người bọn họ biết làm sao? Một ngày không khoác nác thì cậu sẽ chết à? Mau quay về tiếp tục tư tưởng của cậu đi. Quả nhiên là khoác nác. Không phải, tôi thật sự. Không đúng, xung quanh trở lên quá là yên tĩnh. Đi gọi mọi người dậy đi. Đúng thế, tôi cũng. Cẩn thận. Có địch đột kích. Là cành cây. Bạn học Lâm bảo vệ xung quanh. Được. Là đại thụ ở trong rừng. Chúng đang từ bốn phương tám hướng men theo sườn núi để xông qua đây. Bọn tôi rõ ràng đã quan sát xung quanh rồi mà. Những cái cây đó không phải là hồn thú, sao có thể di chuyển được? Một lúc khống chế một lượng lớn cây tiến vào như vậy, chỉ có một khả năng. Tôi đoán là thụ yêu. Cấp bậc vạn năm, vạn năm. Liệu có liên quan đến thiên nhiên thụ yêu gặp sáng này? Rất có khả năng. Cậu định làm thế nào? Cậu thật sự muốn nghe sao? Đây là một phen mạo hiểm đấy. Đừng vòng vo. Đây là vạn niên yêu thụ, không thể nào ngồi không chờ chết được. Kế hoạch của tôi là chủ động xuất kích, lấy nhỏ đánh lớn. Đây đúng là tự tìm cái chết.
Vạn niên yêu thụ điều động một lượng lớn đại thụ tấn công chúng ta, cho thấy tu vi của nó không chỉ là một vạn năm. Khống chế nhiều đại thụ như vậy, chắc chắn là phải phân tán rất nhiều tinh lực, cho nên ý thức của nó sẽ không tập trung đặc biệt. Nếu có thể đánh bại một con yêu thụ 2 vạn năm, sợ là hồn hoàn của tất cả chúng ta đều có thể trực tiếp tăng lên đến cảnh giới 1000 năm. Tiểu tử này xem ra cũng rất thích mạo hiểm. Được, chỉ huy chiến đấu đi. Bạn học băng, ba người ở phía trước mở đường, chúng tôi bổ trợ ở phía sau. Tiền nỗi triệu hoán hồn thú để cắt đuôi. Lưu Phong bổ sung khuyết khiếu. Được, chúng ta lên. Cút ra. Băng Thiên Nương hỏa lực toàn khai, xông thẳng về phía trước, phá bỏ cơn sóng đại thụ, triển khai ra thực lực cường mạnh. Lâm Đông Huy đi sát phía sau, hỏa cầu nổ tung mở đường, để những người phía sau thuận lợi đi qua. Mạch đao của Vũ Thiên chém hết những chướng ngại ở gần. Tiền Nỗi và Lam Hiên Vũ ngồi trên xích giáp long mà Tiền Nỗi triệu hoán đến, đi theo mọi người với tốc độ nhanh nhất để bổ trợ mọi người. Một đoàn 6 người đạp mọi chông gai, nhanh chóng đi sâu vào trong rừng. Làm thế nào đây, chúng ta hình như là cảnh, chúng hình như là ngày càng nhiều rồi. Còn tiếp tục xông lên hay không? Tiếp tục, không có nơi quay đầu đâu. Tinh thần lực của thụ yêu sẽ có hạn thôi. Chúng ta chỉ cần xông lên, theo một hướng nhất định là có thể ra ngoài được. Khi nó có cảm nhận thấy chúng ta muốn thoát ra khỏi sự khống chế của nó, có lẽ bản thân của nó sẽ xuất hiện. Bạn học bằng, cẩn thận đấy, có thể nó sẽ đột kích. Não đại, tấn công vừa rồi nợ hại quá. Các cây tách ra, để ra khoảng trống. To quá, không thể tin nổi. Lam Huyền Vũ đã nói đúng rồi, đúng là vạn niên thụ yêu đã phát triển ra ngũ quan rồi, thật là quá kinh khủng. Tìm thấy bản thể rồi, nó qua đây rồi, chúng ta phải làm thế nào? Lớn thật, quả nhiên là vạn niên thụ yêu, thật sự là phải ra tay sao? Nó đang lấy lại linh thức khống chế lũ cây ngoài kia, lập tức hành động. Ra đây đi Thúy Ma Điểu. Đệ nhất hồn kỹ dung điện, đệ tam hồn kỹ điện thiểm. Luồng ánh sáng xanh đó là cái gì? Là đệ nhị hồn kỹ của tên béo vô dụng đó sao? Khiến mình có cảm giác thấy sợ hãi. Vạn niên thụ yêu nhanh chóng tích tụ năng lượng sinh mệnh của đám cây xung quanh, cùng lúc đó lấy lượng lớn cành cây tấn công Băng Thiên Nương. Hồn thú vạn năm, đúng. Rất tốt, giống như dự liệu của mình, nó vẫn chưa thu linh thức về hoàn toàn, cho nên vẫn chưa ở trong trạng thái tốt nhất. Lên một mèo đi. Nếm thử cái này đi. Siêu cấp rượu dương viêm cầu. Thiên thủ, võ hồn dung hợp, chính là bây giờ. Đây lại là chiêu gì nữa? Quy lực áp mạnh quá, lực quy áp mạnh quá, bọn họ rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật nữa? Thâm Lam ngưng thị. Đóng băng. Chính là bây giờ tấn công. Băng Thiên Nương phát động tấn công mạnh nhất của mình. Lưu Phong nhanh chóng theo sau. Toàn lực bổ trợ cho Bạch Long Thương, Ngân Nguyệt Thương Mang. Hai người tấn công cùng nhau phá vỡ phòng ngự của vạn niên yêu thụ. Ngay sau đó, một luồng lục quang xuất hiện, tiềm vào trong thân của thể yêu thụ. Sao lại vậy? Thụ yêu phát ra tiếng rú nhức tai, tất cả cành cây đều gãy vụn. Không ổn, cẩn thận. Cơ thể của vạn niên yêu thụ hóa thành vô số những mảnh vỡ nổ tung ra ngoài. Vô số những mảnh vỡ và cành cây bay ra bốn phương như mũi tên. Mỗi một cành cây đều mang theo tấn công lực cuối cùng của con vạn niên hồn thú. Ơi! Vũ Thiên và Lâm Đông Huy nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Tôi cũng kiên trì nên. Hiên Vũ. Ơi, xuyên qua ngực rồi. Hiên Vũ, cậu có sao không? Sự đau đớn ở đây là 50%, không phải là trò đùa đâu. Tốt lắm. Chúng ta đã trụ được đến cuối cùng rồi. Chúng ta thành công rồi. Có nhiều năng lượng như vậy sao? Không tiếc bị trọng thương như vậy,
là vì để chúng ta có được năng lượng của thụ yêu hay sao? Đương nhiên là đáng rồi. Thúy Ma Điểu bay về đệ nhị hồn hoàn của tiền nỗi, hình như là tự phục hồi lại bản thân. Đồng Thiên Thu cũng quay về trong cánh cửa triệu hoán. Lam Hiên Vũ cũng đang chuẩn bị rời khỏi chiến trường, đột nhiên phát hiện ra cơ thể sản sinh ra dị biến. Đây là... Cái gì, con khỉ? Không được rồi, không trụ được nữa. Ý thức đã... Cậu cũng ra ngoài rồi, đáng tiếc các cậu ra ngoài quá sớm, thụ yêu đó chết rồi. Cậu có được năng lượng rồi, đúng. Các cậu đúng là hăng hái thật đấy. Chống cự, để cành cây xuyên qua cơ thể mình, cũng không chịu truyền tống ra ngoài. Anh bạn nhỏ có tiền đồ, chú là... Hiên Vũ. Truyền Ninh Tháp, nhân viên làm việc. Hiên Vũ. Sao các cậu cũng ra ngoài rồi? Cậu không ở trong đó nữa, thì bọn tớ ở trong đó làm gì? Bạn học băng nói có chuyện muốn nói với cậu. Lần này hợp tác rất là vui vẻ, tôi bằng lòng tiếp tục hợp tác với các cậu trong khảo hạch mẫu tình. Tính cách của băng thiên nương thẳng thắn, không tồi chút nào. Được, nếu khảo hạch về sau có đoàn thể tác chiến, có một đồng minh như vậy thì đúng là chuyện tốt. 6 cuốn nhập trường thăng linh đài này cho các cậu. Nửa năm sau các cậu có thể vào bất kỳ truyền linh tháp nào, tiến vào thăng linh đài. Chú à, vì sao vậy? Theo quy tắc, khu vực mà các cậu ở là không nên gặp phải vạn niên hồn thú mạnh như vậy, cho nên đây là bồi thường cho các cậu. Hóa ra là vậy. Nhưng vì các cậu đã kích sát vạn niên hồn thú ở trong sơ cấp thăng linh đài, chuyện này tôi phải báo cáo lên trên, cho nên về sau có thể có lời mời đến từ truyền linh tháp. Nói không chừng là mời các cậu tham gia truyền linh tháp hoặc là nhập học truyền linh học viện. Ây, cảm ơn chú. Yên Vũ, hồn hoàn của hai chúng tớ đều biến thành tử sắc rồi, cậu thì sao? Của tớ vẫn là kim sắc, có lẽ là vì song sinh võ hồn của tớ. Có điều những thứ này mình đã nghĩ đến rồi, không bất ngờ. Bây giờ tớ phải thử một thứ, các cậu tránh xa một chút. Ơi, đây là cái gì, một con khỉ? Có cảm giác vô cùng quen thuộc. Ồ, mình hiểu rồi, là con kim ti ma viên lúc khảo hạch. Không ngờ nó lại đuổi theo mình đến thế giới hiện thực rồi, bị võ hồn dung hợp kỹ của mình hấp thụ vào trong vòng xoáy, biến thành loại giống như là hồn linh hay sao? Phải dựa vào hồn lực của mình mới có thể tồn tại, dù sao cũng là một sinh mệnh, để nó ở lại vậy. Về sau gọi mày là Kim Ma nhé. Ở Thiên Na Học Viện, tiến về sở nai khác chỉ có tổ của Nam Huyên Vũ và 4 giáo sư chỉ dẫn. 20 ngày huấn luyện ma quỷ khiến cho 3 người ngủ triền miên ở trên phi thuyền. Lại trở về nơi đó, tất cả ở nơi đó, những điều tốt đẹp ở đó, cô ấy ở đó. Không cẩn thận ngủ quên mất rồi, mọi người đang tranh thủ thời gian minh tưởng, mình cũng phải nỗ lực thêm mới được. Cho dù chỉ tiến bộ một chút cũng được, mình nhất định là phải chuẩn bị chu toàn cho bài thi. Yên Vũ, cậu mau nhìn kìa, là mẫu tinh đó. Đây chính là mẫu tinh sao? Là nơi mình ra đời. Trong lòng cảm thấy rất là kỳ diệu, càng tiến gần mẫu tinh lại càng thấy thích. Mẫu tinh, tôi đến đây. Tiểu khả ái của tôi về mẫu tinh rồi, không biết là nó sống sót có tốt hay không. Phi hành xa như vậy không biết có mệt hay không. Yên tâm đi, Yên Vũ có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Vậy nếu bí mật của nó bị phát hiện thì sao? Đó là sở nai khắc học viện đó. Không sao đâu, con cũng không làm chuyện gì xấu. Nhưng nghiên cứu những năm gần đây, anh cũng có suy đoán sơ bộ. Mau nói đi. Yên Vũ là sinh ra từ trứng bố mẹ của nó, một bên nhất định là hồn thú, ít nhất là có tu vi 10 vạn mới có thể hóa thành nhân hình. Hồn thú? Em không nhớ có hồn thú nào là kim ngân văn nộ cả. Chỉ là anh không hiểu, Một phế võ hồn hồn sư sao lại kết hợp với hồn thú mạnh như vậy? Đừng nghĩ nữa, điều đó không còn quan trọng, nó mãi mãi là con của chúng ta, điều này là đủ rồi. Được, vậy em cũng đừng lo lắng nữa, chúng ta phải tin tưởng vào Hiên Vũ, nhất định sẽ có cuộc đời khác biệt. Xin mọi người chú ý, phi thuyền đã an toàn đáp xuống thành phố Minh Đô của mẫu tình, cửa sắp được mở ra. Đây là sinh mệnh năng lượng, thoải mái quá, cơ thể như đang hưởng thụ một bữa tiệc lớn vậy. Sinh mệnh năng lượng ở Minh Đô vẫn không phải là dồi dào nhất,
Đã đến học viện sở nai khác thì còn khác nữa. Chân người của tiểu tử Nam Hiên Vũ giống như là một vòng xoáy năng lượng hấp thụ không ngừng, lẽ nào tương tác sinh mệnh năng lượng, xem ra độ tương tác là khá lớn. Biểu cảm rất là hưởng thụ, không ngờ tiểu tử này là nhân loại hồn sơ hiếm thấy như vậy. Vẫn cứ lo lắng đẳng cấp hồn lực của nó không đủ, có năng lực này thì dễ làm rồi, vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Chào mừng mọi người đến với Minh Đồ của Đấu Na, Đấu Na Tinh, Đấu Na Đại Lục. Minh Đô, thủ đô của liên bang, là trung tâm chính trị của toàn bộ liên bang. Thành phố này đã có lịch sử lâu đời. Thoải mái quá, mình thích nơi này. Có cảm nhận gì nào? Em cảm thấy có năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào, giống như đang bao vây em, toàn thân ấm áp. Vĩnh Hằng Chi Thụ sao vậy? Sao đột nhiên lại phun ra nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy? Trước giờ chưa từng thấy như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lịch sử ghi chép cũng không có chuyện xảy ra như vậy. Là môi trường tinh cầu của chúng ta xảy ra vấn đề hay sao? Mọi người đừng hoảng loạn. Đợi sau khi thụ lão cảm chi sẽ biết. Ta giao lưu với sinh mệnh tinh linh một chút. Thứ chúng chuyển cho ta chỉ có niềm vui. Giống như cây Vĩnh Hằng đã phát sinh ra một sự thay đổi cực lớn. Không phải là chuyện xấu nào được. Liên hệ với tổng bộ liên bang, bảo bọn họ thành tượng vệ tinh mới nhất, đặc biệt là năng lượng thành tượng chuyển cho ta một phần để xem. Rõ. Các khảo sinh của Thiên Na Tinh không dừng lại ở Minh Đô, họ trực tiếp chuyển hướng đến thành sở nai khác. Bạn học bằng, một kỳ ở học viện các cậu có bao nhiêu học sinh thi đỗ sở nai khác? Không có ai cả, không có một ai. Năm ngoái Thiên Na Tinh không có một ai thi đỗ. 3 năm trước có một học trưởng thi đỗ sở nai khác, cũng là người duy nhất thi đỗ vào sở nai khác ở Thiên Na Tinh chúng ta mấy năm nay. Trừ trường đặc chiêu ra, trừ được đặc chiêu ra. Nếu không, tỷ lệ có vài người thi đỗ thực sự rất khó. Đến cậu cũng không nắm chắc sao? Có lẽ là một chút, nếu như chỉ có một mình tôi. Quả nhiên vẫn là vì nữ sinh kia. Chúng ta cùng nhau cố gắng đi, nói không chừng sẽ cùng nhau thi đỗ đó. Cậu tự tin thật đấy, lấy đâu ra khí thế vậy? Nếu nghĩ đến cũng không dám nghĩ, thì không phải là hết cơ hội rồi sao? Bây giờ thứ chúng ta cần là cầu nguyện. Phương thức khảo hạch năm nay tốt nhất là lấy đoàn đội làm chủ. Nếu lấy tổ nhỏ hoặc là cá nhân làm chủ thì phiền phức rồi. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu 7 người chúng ta đều có thể thi đỗ, Lão Hiền Vũ, cơ hội rút thưởng tôi sẽ nhường cho cậu. Rút thưởng? Cậu không biết sao? Học sinh mới thi đỗ có một cơ hội rút thưởng. Băng Thiên Nương, xem ra cậu ấy thực sự quá hy vọng bản thân vào các đồng đội đều thi đỗ sở nai khác. Có điều tổng cộng chỉ có 30 chỗ, nếu 7 người đều thi đỗ rồi, cầu nguyện trước rồi nỗ lực đi nào vừa. Các khảo sinh đa số đều đã thích ứng với năng lượng sinh mệnh dồi dào, duy chỉ có Nam Hiên Vũ là cảm giác rõ ràng nhất. Năng lượng sinh mệnh dồi dào đã quấn xung quanh cậu ấy. Năng lượng sinh mệnh ở trong không khí đã giúp cho mình bổ sung một lượng lớn năng lượng mà vòng xoáy kim ngân cần. Cũng có thể nói tu luyện ở đây tốc độ thực sự nhanh hơn rất nhiều so với mình ở Thiên Na Tinh. Kể cả không bằng người khác thì cũng tốt lên nhiều rồi. Đến rồi, sở nai khác là sở nai khác đó. Mau nhìn kìa, nhìn thấy rồi. Chúng ta đến sở nai khác rồi. Quay lại rồi. Cuối cùng cũng quay lại rồi. Hùng tráng quá, lơ này đẹp quá. Uầy, đây chính là sở nai khác. Yên Vũ, mau nhìn kìa. Đó chính là cây Vĩnh Hằng nổi tiếng hay sao? Yên Vũ, cậu không sao chứ? Không sao. Vòng xoáy không hấp thụ hồn lực của mình nữa rồi. Chỉ dựa vào hấp thụ năng lượng sinh mệnh là đủ rồi sao? Thật không hổ là học viện sở nai khác. Chỉ cần được ở lại đây, tất cả mọi thứ của mình đều sẽ thay đổi. Chào mừng các vị đến với thành sở nai khắc. Thành sở nai khắc là trung tâm văn hóa nổi tiếng của toàn liên bang. Có liên bang đệ nhất học viện vô cùng nổi tiếng sở nai khắc học viện. Nơi này chính là thánh địa tất cả hồn sơ đi này. Là xe khách
đến đón chúng ta hay sao? Chào mọi người, tôi là phụ đạo viên của Sở Nai Khắc Học Viện phụ trách tiếp đãi mọi người. Lăng Y, mọi người hãy lên xe theo tôi. Uầy, mau nhìn kìa, Đường Môn. Đây chính là thiên hạ đệ nhất tông môn, Đường Môn tổng bộ hay sao? Ngưỡng mộ, là Đường Môn do tiên tổ Đường Tam sáng lập ra. Sau khi đi qua phạm vi của Đường Môn, xe liền đi đến một quần kiến trúc màu xám. Các giáo viên và học sinh đến từ Thiên Na Tỉnh, chúng ta sắp đến nơi rồi. Đây chính là Sở Nai Khắc Học Viện. Uầy, thật là kích động, Sở Nai Khắc đang mở rộng cánh cửa chào đón chúng ta. Nhà khách của Sở Nai Khắc sáng mai sẽ tiến hành nội dung đầu tiên của kiểm tra thêm, kiểm tra sức khỏe. Mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Uầy, phòng này có thể nhìn thấy Hồ Hải Thần. Khi em vừa đi đến mẫu tình, có phải đã cảm nhận được cơ thể thay đổi hay không? Cảm thấy rất rõ ràng. Em hình như luôn hấp thụ sinh mệnh năng lượng đó, đến tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn bình thường không ít. Tốt quá rồi, em quả nhiên là thể chất thân hòa năng lượng sinh mệnh hiếm thấy. Đây chính là nguyên nhân tôi bảo em nhanh chóng về theo tôi. Tranh thủ thời gian tự minh tưởng đi, cố gắng thích ứng với môi trường ở đây. Khiến thể chất thân hòa thành năng lượng sinh mệnh của em trước khi kiểm tra có thể khai phát ra. Nó sẽ trở thành hạng mục cộng điểm trong bài kiểm tra. Được. Vẫn là không nhịn được nên quay về rồi. Năng lượng sinh mệnh chảy từ bốn phương tám hướng về đây, là Hiên Vũ dẫn dắt đến. Độ hòa hợp năng lượng sinh mệnh của tiểu tử này đạt đến mức độ cao như vậy sao? Cùng với năng lượng sinh mệnh không ngừng chảy vào trong cơ thể, vòng xoáy kim ngân dần dần được lấp đầy. Năng lượng sinh mệnh bắt đầu dung nhập vào trong hồn lực của Nam Hiên Vũ. Lực huyết mạch của cậu ấy bắt đầu chống trả, chuyển đều ra toàn thân của cậu ấy. Cơ thể trước kia của Nam Hiên Vũ giống như là một dòng sông thiếu nước, luôn ở trong trạng thái cạn kiệt. Lúc này vô số giọt mưa từ trên trời rơi xuống, dòng sông bắt đầu chuyển động, tưới đều lên cả một mảnh đất lớn. Giải phóng màn bảo vệ, cơ thể của Hiên Vũ đang sản sinh biến hóa. Khi vòng tiếp theo đang đến gần, cố gắng giữ bí mật đã. Giang văn kim ngân song sắc trên cơ thể đang dần lan ra, có khí tức của hai loại huyết mạch đang thay nhau bạo phát ra. Cái này rốt cuộc phải làm thế nào? Không làm rõ được đây nào huyết mạch gì, căn bản không thể nhúng tay. Đột nhiên cơ thể của Nam Hiên Vũ có thứ gì đó phá vỡ, hai loại huyết mạch chi lực này dâng lên bị cậu hấp thụ vào trong cơ thể trước mắt. Hơn nữa xung kích nhau kịch liệt trong cơ thể của cậu ấy. Hỏng rồi, kinh mạch của nó bắt đầu vỡ ra rồi, nội tạng cũng bắt đầu. Làm thế nào, bây giờ ta lên làm thế nào đây? Đây là tiếng long ngâm ẩn nước. Hồi phục bình thường rồi. Kinh mạch, nội tạng và xương cốt toàn bộ hồi phục. Hiên Vũ vừa rồi hoàn thành một lần biến dị huyết mạch rồi. Ngón tay của nó mọc ra lân phiến. Quan sát kỹ, đó là hai loại lân phiến khác nhau. Đây nhẽo nào là long lân hay sao? Hai loại long lân. Thậm chí còn khiến ta cảm thấy nguy hiểm. Có lẽ có thể coi là biến dị tốt. Hết thuốc rồi, loại bỏ màn bảo vệ. Những màng năng lượng sinh mệnh này nuôi dưỡng cơ thể của nó cũng có thể nói là có lợi cho huyết mạch biến dị. Ta có thể không cần bày bố màn bảo vệ nữa. Ai, tiểu tử này đúng là khó hiểu. Tiểu tử này hình như đã khác đi rồi. Thầy ní, thế nào rồi, vừa rồi nào huyết mạch biến dị sao? Có lẽ là vậy, đột nhiên liền. Nào, để tôi nói cho em tình hình vừa rồi. Em thấy thay đổi tốt, là thay đổi tốt. Cảm giác nâng cao vô cùng rõ rệt. Hình như em cao lên rồi. Vậy sao? Chúng ta đi ăn gì đi, em đói rồi. Hôm sau, bây giờ chúng ta đã đến trung tâm của thể chất. Mọi người không cần phải quá lo lắng, kết quả kiểm tra sẽ không cho vào thành tích, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các hạng mục kiểm tra thêm. Tốt quá rồi,
dù sao hồn lực của chúng ta vẫn ở hạng bét. Các học viên đi theo thôi, các giáo viên xin dừng bước. Nhớ đấy, sở nay khác sẽ không vì em đặc biệt mà không cần. Sẽ không vì em đặc biệt mà không cần em. Em chỉ sẽ chỉ vì em tầm thường rồi khiến em rời đi. Bắt đầu làm đi. Học viên giờ nay khác, trung tâm kiểm tra thể chất. Hạng mục đầu tiên kiểm tra chính là lấy máu. Mỗi người 10ml, không cần lo lắng. Baby, tôi đến đây. Được rồi, được rồi. Vị này là bác sĩ Trương Thần Vũ, cũng tốt nghiệp từ học viện sở nai khác. Mau bắt đầu đi. Da của tay phải cứng quá, đổi sang tay trái đi. Ơi, tiêm vào được rồi. Được rồi, đi đi, cảm ơn cô giáo. Đứa trẻ này trông thật là dễ nhìn. Vừa rồi nhìn thấy là huyết mạch dị tượng. Đứa trẻ này mới mấy tuổi, huyết mạch vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành mới đúng. Sau đó tiến hành khám cơ thể, các nội dung cơ bản như chiều cao, cân nặng. Kiểm tra của sở nay khác hình như cũng không có gì đặc biệt. Bên dưới tiến hành kiểm tra các tố chất năng lực như hồn lực, tinh thần lực. Mọi người hãy chuẩn bị cho tốt. Ây, là đến lúc sợ hãi rồi. Hai tay nắm chặt tay cầm. Bắt đầu tiêm hồn lực. Kết thúc. Nam Hiên Vũ, tuổi 11, cơ sở hồn lực 23 cấp. 23 cấp, mình 23 cấp rồi. Đây là ích nợ sinh mệnh năng lượng mà huyết mạch biến dị đem đến hay sao? Song sinh võ hồn tăng gần 30%, thực tế chiến đấu hồn lực cấp 29. Song sinh võ hồn cũng kiểm tra ra được sao? Thực tế chiến đấu hồn lực 29 cấp. Thật không hổ là sở nai khác, những số liệu này thật là lợi hại. Kiểm tra tinh thần lực, bắt đầu kiểm tra. Toàn thân cố định, cảm giác thật là khó chịu. Cái mũ chụp màu xám này đang kích phát tinh thần lực của mình. Cảnh báo, máy móc trục trặc. Tất cả những người kiểm tra nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ quá nguy hiểm đến tính mạng. Không phải chứ, mình không thể nào dãy ra được. Hơn nữa, mình không thể nào giải phóng võ hồn. Kiểm tra kết thúc. Họ tên Nam Hiên Vũ, tinh thần lực 571, bạo phát tinh thần lực 612, lực giằng qua cơ thể 706 cân. Cảnh báo là giả sao? Thế cũng được sao? Phong cách của học viên sở nai khác đúng là dị. Kiểm tra tính cân bằng, bắt đầu kiểm tra. Ồ, phản trọng lực. Chóng mặt quá, xoay tròn thế này. Có điều cảm giác này vô cùng quen thuộc, khiến mình nhớ đến thầy Lân Thiên Phàm. Trụ được đến 3 phút, cảm thấy không buồn nôn, vẫn ổn à. Kiểm tra sức mạnh. Dòng sức mạnh lớn nhất, tấn công 2 lần. Lần đầu tiên dựa vào sức mạnh có thể tấn công. Lần thứ 2, tất cả năng lực công tích tấn công gấp đôi. Sức mạnh có thể có bao gồm huyết mạch chi lực hay không? Lần tấn công thứ nhất chỉ dùng sức mạnh thể lực. Lần thứ hai hãy chuẩn bị gia tăng tất cả năng lực của bản thân, nhanh chóng xoay chuyển. Từ trong đáy lòng cảm nhận được một chút minh ngộ. Đây là cảm giác của năng lượng tự thân dung hợp hay sao? Xem ra huyết mạch biến dị đã đem lại cho mình sự nâng cao toàn diện. Nghỉ ngơi 30 phút, sau đó kiểm tra thể năng tổng hợp. Hồn lực của mọi người sẽ bị phong ấn. Tới toi rồi. Chúng ta đã phân tích tình hình ảnh vệ tinh. Hải thần Hồ Triều Tịch lệnh thành khu sinh mệnh năng lượng đã nâng cao 20%. Thủ não suy đoán đây là hiện tượng tốt. Vĩnh Hằng Chi Thụ hình như sản sinh ra biến dị rồi. Dường như nào đang tiến hóa. Vậy thì tốt. Kiểm tra tân sinh, mọi người hãy chú ý. Có hạt giống tốt có thể phá cách thu nhận. Mỗi năm vượt qua 30 người vẫn còn hơi ít. Thần Vũ, sao cô lại đến đây? Khi kiểm tra tân sinh, huyết giả phát hiện một mẫu đặc biệt. Tôi muốn mời cô qua đó xem. Đã hỏng hai máy kiểm tra rồi. Được, đưa tôi đi. Số liệu hỗn loạn, không nhìn được thứ gì cả. Số máu còn lại đưa tôi xem. Thiên Na Học Viện Nam Hiên Vũ, đến từ Thiên Na Tỉnh, hải tuyển, thi đấu tuyển chọn đều giành quán quân. Mới 11 tuổi, hồn lực chỉ có 23 cấp. Đây là huyết mạch áp chế. Hả? Sao có thể? Màn phòng hộ đúng là rất khó tin, kiểm tra một chút.
đây là Long Ngâm. Viện trưởng loại bỏ vòng, loại bỏ màn bảo vệ. Hai đàn sương liền bay mất. Ai dẫn dắt của tổ của Lam Hiên Vũ là học muội Lăng Nghi Y. Thông báo với Lăng Nghi Y, chú ý trọng điểm vào Lam Hiên Vũ. Bảo cô ấy báo cáo liên tục với tôi. Được. Không thể tưởng tượng được, lẽ nào thật sự là thần cấp huyết mạch. Cuối cùng cũng có chuyện thú vị chút rồi. Kiểm tra lực chịu đựng. Kiểm tra neo dốc. Nhanh thêm một tiếng, Lam Hiên Vũ dường như là kéo cả hai người bạn của mình hoàn thành. Có hai vũ khí nhỏ bay về người của Lam Hiên Vũ, khiến cậu ấy trong chớp mắt khôi phục lại trạng thái tốt như cũ. Sau đó, trong kiểm tra phản ứng lực, kiên trì thời gian kiểm tra 10 phút. Vậy là đã hoàn thành các hạng mục kiểm tra, Lăng Tỷ Tỷ. Bọn em có được biết thành tích kiểm tra của mình hay không? Tôi không báo cáo cho các em thành tích, có điều phải nhắc nhở cậu. Như tình hình kiểm tra chịu đựng vừa rồi, khi kiểm tra đoàn đội sợ là cậu rất khó có thể làm được. Nhiều năm trở lại khác học viện chiêu sinh, ba người trong cùng một tổ đều thi đỗ là chuyện vô cùng hiếm thấy. Ba người cùng một tổ, chuyện tất cả cùng thi đỗ là vô cùng hiếm thấy. Nhiên Vũ, không cần nói gì cả, ban đầu chúng ta nói thế nào thì bây giờ cứ làm như thế. Hai cậu tin tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức đưa các cậu xuất tuyển. Anh em chúng ta không tách rời, kỳ tích phải dựa vào bản thân tạo ra. Chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước. Chúng ta không có đường lui. Đúng vậy, không có đường lui. Nam Hiên Vũ, tình hình kiểm tra của cậu thế nào rồi? Cũng ổn. Cậu thế nào, kiểm tra xong chưa? Thiên Thu, đây chính là nam sinh bạn tốt của em đó sao? Chị Cầm, chị đừng nói bừa. Chuyện của cậu ta trong trường ai mà không biết. Chúng ta là chị em, không cần phải xấu hổ. Lam Hiên Vũ đúng không? Muốn vây quanh củ cải trắng nhà tôi không phải chuyện đơn giản đâu. Tôi cũng... Chị Cầm, còn nói bừa bãi là em giận đấy. Người ta không phải củ cải trắng. Tôi cũng không phải là con lợn. Tôi là Lam Mộng Cầm, là chị em tốt của Thiên Thù. Tôi sẽ giúp các cậu cùng em ấy. Xin chào. Chào chị, em tên là Tiền Nỗi, là đồng đội tốt của Hiên Vũ. Ồ, tiểu ban tử, gan của cậu nhỏ quá đấy. Tinh thần lực của cô ấy chắc chắn là không kém hơn mình. Mạnh hơn tôi, cũng mạnh hơn cậu ấy. Không phải chứ, lẽ nào chị ấy cũng là tứ hoàn? Vậy thì tổ mạnh đến thế nào? Người thứ ba đâu? Đừng tìm nữa. Tổ của chúng tôi có hai người thôi, thực lực không đủ. Người nhiều cũng thành ra phiền toái. Tổ hai người. Chị, hai người không phải là quá thiệt thòi sao? Hai người thì sao, vẫn xuất tuyển. Như vậy thôi. Thiên đấu học viện chúng tôi được mọi người gọi là băng tuyết nữ thần. Thiên Thu là băng, tôi là tuyết. Cậu về sau có thể gọi tôi là nữ thần đại nhân. Bổ nữ thần sẽ bảo vệ cậu. Nữ thần đại nhân uy võ. Tự làm trò cười cho người khác. Nữ thần đại nhân, gọi tôi sao? Ây, phải xuất phát rồi. Yên Vũ, vừa rồi Mộng Cầm tỷ tỷ xinh quá, đặc biệt là khí chất đó thật là quá đỉnh. Cậu có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ cảm thấy tớ và chị ấy có lẽ rất có duyên. Cậu còn thời gian để nghĩ cái này. Thông qua bài kiểm tra của sử lai khắc học viện rồi nói tiếp. Sinh mệnh năng lượng nồng hậu quá, muốn đến bên cạnh cự thụ kia quá. Hình như là khảo quan tới rồi. Chào mừng đến với sử lai khắc học viện. Tôi là thầy giáo Tiêu Khải của sử lai khắc học viện. Chúng ta vào vấn đề chính. Hôm nay là ngày đầu tiên kiểm tra bổ sung, cũng rất có thể là ngày tàn khốc nhất trong quá trình khảo hạch. Hôm nay sẽ là loại một nửa số người. Cái gì một nửa? Hôm nay đã loại một nửa người rồi. Mới là ngày đầu tiên mà. Phương thức thi hôm nay là đấu đài vô cùng đơn giản. Tất cả các thí sinh thông qua hệ thống rút thăm ngẫu nhiên chọn đối thủ. Người thắng vào vòng sau, người thua trực tiếp bị loại. Cho nên vận khí và thực lực quan trọng như nhau. Đây là phương thức kiểm tra không có lợi cho chúng ta nhất. Ai cũng không được mượn lực của ai. Có một điểm tôi phải nhắc nhở mọi người.
Thi đấu trên lôi đài không tiến hành như ở trong không gian ảo, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân, mà là thực chiến thật sự. Bị thương và chết đều có thể xảy ra ở hiện thực, thực chiến. Quá khác so với những khảo hạch trước, cho nên mọi người phải suy nghĩ kỹ. Muốn rút lui bây giờ có thể nói ra, đến tận bây giờ, đương nhiên là không có ai muốn rút lui rồi, trực tiếp tiến hành rút thăm. Tốt quá, không đấu với đội của Thiên Thù và Băng Thiên Nương. Khảo hạch sẽ tiến hành ở trên 10 lôi đài, các khảo sinh hãy chuẩn bị đi. Lôi đài số 1 Nam Huyền Vũ, Lưu Phong, Tiền Nỗi đấu với Trần Lý Hạn, Lý Bần, Gia Vũ. Vào sân trước là chuyện tốt, chúng ta đi. Thực lực của họ hình như chẳng ra sao cả, sao em lại thích cậu ta vậy? Ai thích cậu ta? Chị Mộng Cầm, chị đừng có nói bừa. Em không thích thì em căng thẳng làm gì? Cậu ấy cũng là đệ tử của lão sư chúng ta, cô Nana sao? Cậu ấy là đệ tử đầu tiên của cô Nana, lần trước là đến thăm cô Nana. Có chút kỳ vọng vào thực lực của cậu ấy. Hai bên báo danh, Nam Hiên Vũ, Lưu Phong, Tiền Nỗi, Trần Lý Hạn, Lý Bần, Gia Vũ. Không có quy tắc, chỉ dựa vào thủ đoạn thi đấu. Bắt đầu. Tứ hoàn cộng thêm hai tam hoàn, thực lực của tổ này đã sánh ngang với tổ của Băng Thiên Nương rồi. Nhị hoàn, ba người đều là nhị hoàn. Bọn họ vào đến vòng này kiểu gì vậy? Vận khí của cậu tốt thật đấy, có thể trực tiếp xuất tuyển rồi chứ? Hay là các cậu nhận thua đi, bọn tôi vẫn muốn thử. Bộ mặt đó đúng là biểu cảm đau khổ. Tiểu tử này lại muốn lừa người rồi. Lẽ nào cậu ta nghĩ có khả năng thắng sao? Cũng phải. Vậy thì đến đi, Triều Tịch. Hải Trượng, Kiếm Ngư Quân, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Ba người tấn công về mọi mặt sao? Đến đi. Không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Bọn họ đang nghĩ cái gì vậy? Nếu phòng ngự sẽ bị đẩy xuống lôi đài đó. Phần túy nào đấu thực lực, chúng ta sẽ không có chút cơ hội nào cả. Chỉ có đưa ra chiến thuật bất ngờ. Tớ dùng võ hồn dung hợp kỹ của bản thân để hóa giải Triều Tịch, đồng thời hai các cậu đột kích. Ấy, Triều Tịch của mình biến mất rồi. Đây rốt cuộc là tại sao? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình vẫn dẫn bạo Triều Tịch công kích như bình thường, nhưng trong chớp mắt tấn công của cậu ta, một cảm giác đáng sợ mãnh liệt từ sâu trong linh hồn bắn ra. Hồn lực giống như là bị phong ấn trong chớp mắt, sau đó tất cả tấn công đều vỡ vụn. Chuyện gì thế này? Mình còn chưa làm gì cả. Lưu Phong và Tiền Nỗi ở phía sau chỉ biết là Lam Hiên Vũ đã phá giải tấn công của đối phương, liền lập tức phát động công kích. Gia Vũ và Lý Bần vẫn chưa hoàn hồn lại, chưa có phản ứng gì cả, bị đánh hạ ngay lập tức. Trên sân chỉ còn lại Lý Hạn, đến võ hồn cũng không dùng được. Đối mặt với tấn công của Lưu Phong và Túy Ma Điểu, được Lang Nghi cứu giúp, trận đấu kết thúc. Tổ của Nam Hiên Vũ thắng. Cái gì, kỳ lạ quá đi, tổ trưởng quá ngầu, khiến họ không thể nào tấn công được. Cậu làm thế nào vậy? Giả bộ, cậu lại giả bộ. Cái gì chứ, có ma mới tin cậu. Ba người Lý Hạn, Lý Bần và Gia Vũ không hiểu gì đã bị loại rồi. Bọn họ thậm chí còn không hiểu bản thân tại sao lại thua. Bọn họ làm thế nào vậy? Em có nhìn rõ không? Thật là kỳ lạ quá. Thực lực của đối thủ rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, sao lại dễ dàng thua như vậy? Nở nụ cười thân thiện. Ây, đáng sợ quá. Ba người đó thần bí quá đi, tuyệt đối không được xem thường họ. Thực ra chuyện này là như thế nào, bản thân mình cũng không rõ. Chuyện như vậy khiến mình nhớ lại Diệp Linh Đồng, có chút giống với võ hồn áp chế. Nhưng huyết mạch mình không phải là áp chế võ hồn loại dòng hay sao? Đối thủ cũng không phải là, hay là năng lực mới huyết mạch biến dị mang lại. Ai không hiểu nổi. Vòng thi đấu đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, vòng loại thứ hai bắt đầu. Có người quen của Nam Hiên Vũ vào sân rồi, là tổ của Lương Thục Thi
của học viện, của Lăng Thiên học viện. Ơi, Băng Thiên Nương nhất định là rất căng thẳng. Thi đấu bắt đầu, cậu ấy hy vọng thi đỗ sử lai khắc cùng với Lương Thục Thi như vậy, nhưng bây giờ lại không xúc được gì. Có thể đến được đây đều là tinh anh của toàn linh bảng. Lương Thục Thi vì muốn chiến thắng đối thủ đã dùng toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là bị thua trận, cuối cùng vẫn là bị loại rồi. Thi đấu tàn khốc vòng thứ hai kết thúc, lại có thêm 30 người bị loại. Khảo hạch đến vòng thứ ba, tổ của Băng Thiên Nương vào sân, điện quang lóe sáng tràn ngập lôi đài. Bọn họ dường như lấy lại trạng thái nghiền nát chiến thắng đối thủ. Đối thủ của bọn họ thật là xui xẻo, gặp phải điện thần Ma Khôi đang bạo lộ. Trận tiếp theo, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu vào sân. Đối thủ của bọn họ, một tứ hoàn hồn sư, chỉ có hai người, bọn họ sẽ ứng phó thế nào đây? Địa Địa Chi Hùng. Huyết hoa này hình như chính là bạo nhẫn, hơn nữa nhiệt độ toàn thân giảm mạnh, tiếp tục kéo dài chỉ có đường chết. Đối thủ nắm thời cơ, phát động hồn kỹ, công kích mạnh nhất của bản thân về phía cổ Lam Mộng Cầm. Lốc xoáy băng tuyết đã đánh tan lốc xoáy, hơn nữa thế tấn công không chịu ảnh hưởng quá lớn. Phòng ngự Đại Địa Chi Hùng này quá mạnh. Mạnh quá, đẹp quá. Đúng là rất mạnh. Đối phương cũng là tứ hoàn hồn sư, hai đấu ba áp chế toàn bộ. Chẳng trách dám lấy tổ hai người để tham gia kiểm tra. Thi đấu phía sau vẫn tiếp tục. Nhìn thi đấu của những tinh anh bằng tuổi, đối với ba người tổ của Nam Hiên Vũ mà nói là một sự kích thích vô cùng lớn. Đặc biệt là Niu Phong và Tiền Nỗi, Trong lòng xác định liều mạng rồi. Vòng cuối cùng, lôi đài số 10, La Hạo, Trần Tiêu và Phong Hiêu đấu với Nguyên Đơn Huy Huy. Chỉ có một người. Đúng là chỉ có một người. Một người thực sự chỉ có một người. Trời ơi, chuyện thế này. Được rồi, mọi người trật tự, thi đấu bắt đầu. Hắc sắc vạn niên hồn hoàn, hơn nữa là năm hồn hoàn. Cậu ấy là ngũ hoàn hồn vương. Trời ơi, chẳng trách một mình cũng dám lên 50 cấp trở lên, sao có thể chứ? Rốt cuộc là quái vật gì đây? Tôi, Nguyên Nhân Huy Huy, không bao giờ cần đồng đội, một mình tôi là đủ rồi. Mọi người lên, đừng sợ, bất luận mạnh thế nào, cũng chỉ có một người. Đệ nhất hồn kỹ, Thần Linh Ngưng Thần. Mau tránh đi, tên đuổi theo. Thi đấu kết thúc, Nguyên Nhân Huy Huy thắng. Huyền Vũ, tớ muốn về nhà, cách biệt này quá lớn. Đừng tự ti như vậy, thực lực của cậu ta mạnh chỉ là vì hoàn cảnh tu luyện khác nhau thôi. Chỉ cần chúng ta có thể ở lại, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp cậu ta ở trong tương lai. Vòng loại khảo hạch đã kết thúc, toàn bộ 100 tổ khảo sinh đã bị loại 50 tổ, còn lại 147 người. Huyền Vũ, các cậu hôm nay thắng kiểu gì vậy? Nếu tôi nói, tôi cũng không biết cậu có tin không. Đương nhiên là không tin. Rốt cuộc cậu đã dùng cách gì khiến cho võ hồn của bọn họ mất tác dụng vậy? Tôi thật sự không biết. Khi tấn công họ va chạm vào tôi thì thành ra như vậy. Vậy tạm thời không nói cái này nữa. Tên đó các cậu thấy sao? Rất mạnh, thực lực thật sự là rất mạnh. Hồn lực và võ hồn của cậu ta đều vô cùng mạnh. Tinh thần lực của tôi cảm thấy có hơn 700 điểm. Đại nhất hồn kỹ của cậu ta chính là lấy tinh thần lực dẫn dắt mũi tên tấn công. Tôi thấy cậu ta cố ý đến tham gia khảo hạch, đến là để thể hiện thực lực cho mọi người ta xem. Hình như cậu cũng là tình trạng tương tự mà. Ê, mấy đứa nhóc đó là do cô phụ trách hay sao? Nói đi, tình hình thế nào? Tôi cũng không hiểu là thế nào. Tôi chỉ biết Nam Hiên Vũ đặc biệt giỏi sáng tạo kỳ tích, nếu không cũng không trở thành đệ nhất thiên na tình. Nếu phải nói cậu ta có chỗ nào đặc biệt, tôi cảm thấy đó là huyết mạch. Sau khi cậu ta tiếp xúc với tấn công lực của đối phương, khiến cho võ hồn của đối phương mất đi, huyết mạch của cậu ta
đúng là vô cùng đặc biệt. Viện trưởng nói huyết mạch của cậu ta có lẽ là một loại long loại huyết mạch vô cùng mạnh, thậm chí có khả năng là hai loại huyết mạch chân long đều tồn tại. Nếu hiện giờ đối thủ là long loại võ hồn, bị áp chế là rất bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ đối phương không phải là huyết mạch loại rồng, hơn nữa kể cả là võ hồn áp chế cũng không đến nỗi võ hồn trực tiếp đứt vỡ chứ. Cậu ta thật sự là trường hợp đáng để nghiên cứu sau. Nghĩa nào phải cắt nát nghiên cứu cậu ta? Tôi chỉ có một suy nghĩ, Nam Huyền Vũ này không phải là rất giỏi bố trợ hay sao? Võ hồn của cậu ta có liên quan tới hải dương loại võ hồn, có thể tiến hành tăng cường ngược lại cho hải dương loại võ hồn hay không? Thần Vũ, đi báo cáo lại cho viện trưởng đi. Đi, cô đi tìm ba người Lý Hạn và Hiên Vũ đến khoang mô phỏng kiểm tra một chút. Nhà khách sở Nai Khắc, em thật sự không biết chuyện này là thế nào sao? Em không biết mà. Tốt lắm, thầy bây giờ có thể khẳng định em sẽ được nhận. Hả? Kiểm tra vẫn chưa kết thúc mà. Em quên khẩu hiệu của sở Nai Khắc học viện là gì rồi sao? Chỉ nhận quái vật, không nhận người bình thường. Bây giờ tôi có tự tin, em và tiền nỗi có lẽ có thể vào sở Nai Khắc. Thầy, suy nghĩ này của thầy tạm thời đừng nói cho béo biết. Em sợ cậu ấy mất đi động lực cố gắng. Không cần lo lắng, vào sở Nai Khắc muốn không nỗ lực cũng không được. Nào, để tôi kể cho các em một số tình hình cơ bản của sở Nai Khắc. Học viện sở Nai Khắc mỗi năm chỉ tuyển 30 học sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do tài nguyên có hạn. Mỗi người đều phải dựa vào bản thân để tranh đoạt được nhiều tài nguyên hơn. Nếu không đủ nỗ lực, rất nhanh sẽ bị đào thải. Tranh đoạt tài nguyên, học viện có một lượng lớn thiên tài địa bảo, nhưng bồi dưỡng những thiên tài này cần tiêu hao sinh mệnh năng lượng của Vĩnh Hằng Chi Thụ, cho nên điều kiện cũng được có được cũng rất là hà khắc. Các học viên phải cống hiến cho học viện, có được huy chương của sở Nai Khắc học viện đều đổi lấy tài nguyên. Đẳng cấp của huy chương giống như là hồn hoàn, giữa mỗi cấp bậc là có 10 bậc sở Nai Khắc huy chương. Ở trong sở Nai Khắc thành là món đồ cực kỳ quý giá, còn có lợi ích nhiều hơn là tiền và đấu na tệ. Đêm nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe, khảo hạch ngày mai có lẽ là kiểm tra cá nhân. Kiểm tra cá nhân sao? Béo còn tốt, Niêu Phong thì không ổn. Tâm trạng của em thầy hiểu, mỗi người đều có con đường riêng. Nếu thật sự đi được xa, không chỉ dựa vào em mà phải dựa vào bản thân họ. Khảo hạch hôm nay rất có khả năng là kiểm tra cá nhân. Đừng cau mày cau mặt như vậy, thật không giống cậu chút nào. Đừng lo lắng cho tớ, có một số vấn đề cần tớ đối diện trực tiếp. Tớ sẽ nỗ lực để bản thân không hối hận. Cậu phải cố gắng lên, nhất định là phải thi đỗ đó. Này này, đừng nói như thế, chỉ có mình cậu có cảm giác như vậy. Tớ cũng đã quyết tâm rồi. Còn nữa, ai biết kiểm tra cá nhân là kiểm tra cái gì? Ngộ nhỡ là tớ thi ngủ, tớ nhất định sẽ giành quán quân. Xem ra không có sức mạnh tuyệt đối, rồi sẽ gặp phải những vấn đề ngoài tầm kiểm soát. Thật sự không thích cái cảm giác này chút nào. Nam Huyền Vũ, cậu đi theo tôi một lát. Hôm qua tình trạng chiến đấu của mọi người có chút đặc biệt. Học viện quyết định theo một bài kiểm tra cho mọi người. Lát nữa mọi người hãy tái hiện lại tình hình ở trên sân đấu hôm qua, xem tất công có mất tác dụng hay không. Thật là đến một chút vết tích cũng không có, chớp mắt đã biến mất rồi. Đây đã là thứ không thể nào dùng từ kinh dị để hình dung nữa. Thật giống như là thần tích. Được rồi Nam Hiên Vũ, tiếp theo cậu hỗ trợ ba người bọn họ, để bọn họ lấy những chiêu thuật tương đồng tấn công tôi đi. Ồ, ý hay. Mình cũng rất muốn biết sẽ có hiệu quả thế nào. Sóng biển này không khác gì so với vừa rồi, không có uy lực gì với mình cả. Sóng biển hình như thay đổi rồi. Mà là ba vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ tứ tử tam sắc. Cô ấy là thất hoàn hồn sơ. Hóa giải tấn công của họ rồi, đã dùng 8 phần hồn lực của mình rồi. Thật không tưởng tượng nổi sự tăng cường của tiểu tử này là thế nào. Không những tăng tấn công lên gấp mấy lần,
còn phụ trợ hiệu quả cho tinh thần xung kích. Vô tội, vô hại, chả liên quan. Thật sự là không liên quan gì đến cậu sao? Chẳng trách viện trưởng xem trọng như vậy. Thật sự là phải cắt nát điều tra tiểu tử này mới được. Đi thôi, ra khỏi đấu la thế giới. Tất cả hồn lực và tinh thần lực của chúng ta trong chớp mắt đã bị rút sạch rồi, hoàn toàn không chịu sự khống chế của chúng ta. Dường như có một đường sức mạnh đặc biệt dẫn dắt tấn công. Này, là cậu khống chế cự lãng tấn công tôi sao? Hả, em có biết gì đâu, em chẳng làm gì cả. Ba người quay về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ hỏi viện trưởng về sắp xếp cho các cậu. Lão Huyền Vũ, tôi đưa cậu đi tham gia khảo hạch cá nhân. Hả, nên để em nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ? Cậu nghỉ ngơi cái gì? Cũng chẳng hao tốn bao nhiêu năng lượng cả. Em mệt lòng, em bị dọa rồi, Lăng tỷ tỷ. Rốt cuộc là cậu có đi hay không? Em đi, em đi. Dựa vào năng lực sở trường của cậu để lựa chọn hạng mục kiểm tra. Điều này là để hấp dẫn sự chú ý của học viên. Đây cũng sẽ là phương hướng chủ tu của cậu ở trong tương lai của học viện. Trong mỗi khu chuyên còn chia nhỏ ra các loại. Tỷ lệ của khu đó cũng có liên quan đến số học viên tương ứng mà học viện có. Em chọn loại này hả? Điều khiển chiến hạm cậu chắc chứ? Em có thể xem phân chia tỷ lệ cụ thể hay không? Được được, cậu cứ tự xem đi. Em chọn hạng mục này, điều khiển chiến cơ tinh tế. Còn là cái ít trong cái ít nữa. Hơn nữa số học viên muốn chọn năm nay là không. Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu chắc chứ? Duy nhất cũng chưa chắc nào được chọn đâu. Ở sở nay khác, thực lực mới là tất cả. Vô cùng nắm chắc, không thành vấn đề. Tùy cậu, tôi đi đây. Thầy Ngân Thiên Phàm từng nói là môn điều khiển chiến cơ tinh tế mình nhất định là sẽ thi đỗ. Đợi lát nữa sẽ có giáo viên đến tiếp cậu. Ở đây chờ thầy cô giáo sao? Ai? Khóa này lại có người chọn môn khảo hạch hiếm hoi này sao? Mấy khóa rồi đều chẳng có ai chọn. Đúng là khiến người khác bừng tỉnh. Chính là cậu sao? Lựa chọn điều khiển chiến cơ tinh tế. Chào thầy, em là Lam Hiên Vũ. Là em chọn đó. Những đứa trẻ ra đò từ hệ thống giáo dục bây giờ đều ngốc nghếch như vậy sao? Đi thôi, đi chậm quá đó, để tôi đưa cậu đi. Trung tâm tinh tế, qua đây kiểu gì vậy? Hoàn toàn không cảm giác được sự di chuyển. Mau đi. Cơ giáp lớn quá, đây chính là tinh tế cơ giáp hay sao? Còn có một tinh tế chiến cơ khác thường nữa. Wow, nếu có thể điều khiển tinh tế chiến cơ như vậy, thật là quá tuyệt. Sao, thích hả? Rất thích ạ. Nhìn là biết, là cơ hình giỏi ứng đối cực hạn thao tác. Cũng không có vũ khí đa dạng gì cả. Đây là chiến cơ chuẩn bị cho người điều khiển mạnh. Cậu thích thao tác tinh tế chiến cơ. Cậu thích gì ở nó nào? Để nói ra thì, là tự do. Em thích các loại biến hóa của tinh tế chiến cơ trong tốc độ điều khiển cực hạn. Đặc biệt là tự do, muốn bay thế nào thì bay. Tự do sao? Đi theo tôi, để tôi xem cậu làm thế nào để thể hiện sự tự do của tinh tế chiến cơ. Vào khoa mô phỏng đi, lát nữa tôi yểm trợ cho cậu. Cậu theo sự dẫn dắt của tôi tiến hành tinh tế tác chiến, nghe hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Em là chủ chiến cơ, lão sư là máy bay yểm hộ. Máy bay yểm trợ sao? Mình bao nhiêu năm đã không làm máy bay yểm trợ cho người khác rồi. Cơ bản không tồi, thao tác và trạng thái đều rất tốt. Máy bay yểm trợ, chuẩn bị chiến đấu cho tốt. Điều từ thôi, thực sự coi mình là máy bay yểm trợ của nó. Chuẩn bị chiến đấu, xuất phát. Vào chiến trường, bay hết tốc độ. Ôi chào, còn chỉ huy mình. Phát hiện. Một phát bay địch. Phương vị 598-673. Phát hiện mai hai máy bay địch. Dụ máy bay của địch phía thầy. Đợi em chiến đấu xong sẽ chi viện. Rõ. Đến đi, một đấu một. Ngu xuẩn. Thanh lại gấp như vậy sẽ khiến cho cơ thể mất kiểm soát. Khảo sinh này không ổn, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cái gì? Trong trạng thái này mà có thể? Cậu ta làm thế nào để ngăn chặn xung kích lớn như vậy? Hai, loại bỏ được rồi. Chủ chiến cơ, máy bay yểm trợ báo cáo cho tôi.
Hai máy bay địch ở phía tôi bay về chỗ cậu rồi. Tôi chưa thể cầm chân chúng. Cái gì? Thầy cầm chân kẻ địch kiểu gì vậy? Đúng là đồng đội lợn. Đồng đội lợn, mình thành đồng đội lợn. Tiểu tử thối, đây là khảo nghiệm kiểm tra có hiểu hay không? Một đấu hai, hơn nữa phối hợp của đối phương rất là nhịp nhàng, không dễ xử lý rồi, có điều cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Điên rồi sao? Nói với tốc độ siêu nhanh, ở vẫn thạch giới. Bao vây cậu ta, chú ý. Màn phòng hộ bị tổn hại, chú ý cơ thể bị đánh trúng. Chống lại được tấn công của truy binh rồi, nhưng chiến cơ đang lao đến phía trước đã khóa chặt cậu rồi. Nhãn kính xà cơ động siêu tốc độ, tiểu tử này muốn chết hay sao? Hỏng rồi, bắt được ngươi rồi. Đi. Thành công rồi. Cảnh cáo, cơ thể đã quá tải. Có điều, cơ thể và hồn lực đều đã đạt đến cực hạn rồi. Còn một con nữa, đánh đuổi hắn đi luôn rồi. Vận khí tốt thật, thực ra bây giờ mình cũng cạn kiệt sức lực rồi. Tiêu diệt hai chiến cơ, thành tích có lẽ vẫn ổn. Máy bay hiểm trợ, báo cáo vị trí. Tôi đã đánh thủng máy bay hiểm trợ của kẻ địch. Chủ chiến cơ của kẻ địch đã chạy trốn. Chủ chiến cơ xin chú ý, tôi đang tiến về phương hướng của cậu, xin chi viện. Chi viện. Lặp lại, tôi đang hướng gần về hướng của cậu, xin chi viện. 10 con chiến cơ. Chuyện gì thế này? Ông ấy động vào tổ kiến nữa hay sao? Sao lại như vậy? Đây đúng là tự sát mà. Ây, ra ngoài rồi. Thầy rõ ràng là đang nằm loạn. Máy bay hiểm trợ mà vậy sao? Đúng vậy. Liêu trong khiêu khích đó. Tôi rõ ràng là cùng một ruột với kẻ địch của cậu. Cậu còn báo cáo vị trí cho tôi, mệnh lệnh cho tôi, không phải là muốn chết hay sao? Trình độ này của cậu mà muốn thi vào sở này khắc học viện. Nhân còn sớm về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, ông ấy là giáo sư giám sát của mình. Vừa rồi mình đã nói gì vậy chứ? Thưa thầy, em sai rồi. Ồ, cậu sai ở đâu? Sai ở chỗ không hiểu khổ tâm của thầy. Thầy nào muốn cho em cơ hội để em thể hiện tốt bản thân, nhưng em đã hiểu lầm thầy, không phát huy ra thực lực tốt nhất của mình. Phụ sự kỳ vọng của thầy. Thưa thầy, em sai rồi. Em thật sự đã hiểu lỗi sai của mình. Mong thầy hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Em đảm bảo sẽ nghe theo chỉ dẫn của thầy. Thật đáng tiếc sở nai khác không có khoa diễn xuất. Nếu không phải biết cậu nào đệ tử của Ngân Thiên Phàm thì tôi đã tin rồi đấy. Thầy biết, thầy Ngân của bọn em à, đâu chỉ nào biết. Cậu hỏi hắn ta xem còn mặt mũi để tôi nhìn thấy hắn ta hay không. Tiểu tử cậu cũng coi như là có chút lương tâm, biết lựa chọn tinh tế chỉ huy hệ làm chủ tù. Lẽ tình điều này tôi sẽ miễn cưỡng thu nhận cậu. Đi về đi. Khảo hạch tổng hợp kết thúc rồi, cậu chỉ cần không chết thì hãy đến đây tìm tôi báo danh. Báo danh? Mình vậy mà được nhận rồi sao? Đợi đã, khảo hạch tổng hợp là gì? Chỉ cần không chết là có thể đến đây báo danh. Nhẽ nào là có nguy hiểm đến tính mạng? Hay là nói vớ vẩn vậy? Phòng khách còn sở nai khác, sau đó ông ấy liền rời đi. Ây, sao vậy thầy ní? Không có gì, em thi đỗ chắc không thành vấn đề gì rồi. Thầy ní, có phải thầy quen biết vị đó hay không? Ông ấy là ai? Con về sau sẽ biết. Vậy con sẽ không đoán mò nữa. Sau khi quay về, có nên nói chuyện này cho Ngân Thiên Phàm? Nếu nói cho cậu ta còn dám đến sở nai khác học viện hay không? Yên Vũ, cậu quay về nhanh thật. Cậu chắc chắn là thông qua rồi chứ? Cậu thế nào rồi? Qua rồi, tớ đương nhiên là qua rồi. Ta có thiên phú dị bẩm như vậy, cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu chọn hạng mục gì vậy? Võ hồn đó. Võ hồn của tớ được đánh giá là có tính duy nhất. Nói cho cậu biết, võ hồn của cậu cũng không phải là có tính duy nhất đâu. Nhưng võ hồn của Kaka đây có tính duy nhất. Cậu nói xem có lợi hại hay không, có phục hay không? Tiểu tử này lại bắt đầu đắc ý rồi. Tớ nghe nói kiểm tra tổng hợp phía sau còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
Hay là cậu dẫn đội? Đừng đừng, đội trưởng, cậu nào đội trưởng? Võ hồn của tớ có ưu tú thế nào cũng phải phục cậu thôi. Tớ sớm đã phục cậu dập đầu xuống đất rồi. Sao? Phong tử sao vẫn chưa quay về? Cậu ấy chọn hạng mục gì? Hạng mục khá chìm. Tên là ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu? Sao nó lại chọn cái này? Cậu ấy nghe nói thực lực yếu, có thể chọn hạng mục này để liều xem. Thầy lý, ý chí chiến đấu có gì không đúng? Không có gì không đúng, hạng mục này đúng là phù hợp với tình hình của nó. Dù sao thiên phú của hồn sư không thể hiện tất cả, nhưng hạng mục này cũng là khó nhất, thông qua cũng là rất tốt. Nhưng nếu không thể thông qua, hậu di chứng cũng sẽ rất là nghiêm trọng. Nhã thế, ý chí dạn nứt, sẽ tu luyện đình trệ, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Không được, cậu quá yếu. Tôi có thể. Tôi vẫn có thể chiến đấu. Võ hồn cũng bắt đầu bị tổn thương rồi. Trên người nhiều chỗ bị gãy xương, hơn nữa mất máu. Vết thương đã bắt đầu nguy hiểm đến tính mạng rồi. Có lẽ là nên dừng rồi. Càng là trạng thái cực hạn, càng có thể nhìn rõ tiềm chất của một con người. Nếu cậu vẫn có thể đứng lên, tôi coi như cậu khảo hạch thông qua. Có phải mình sắp chết không? Đáng không, có thật sự là đáng hay không? Phế vật, căn bản là không xứng, lập tức bị loại thôi, rác rưởi. Đáng thương ghê. Nhưng chính vào lúc này, cậu đã xuất hiện, cậu khiến cho mình có hy vọng, khiến người như tớ cũng có tự tin. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng, chúng ta phải cùng nhau thi đỗ, nhất định là phải. Không được rồi, đứng dừng lại đi, mất máu quá nhiều, mất ý thức rồi, tôi phải nhanh chóng cấp cứu. Vậy thì... Tiểu tử này, mình không thể thất bại, mình nhất định là phải thông qua, phải thông qua. Cậu cũng thật là ác quá, cậu ấy đã bị thương chí mạng rồi, kể cả cứu được, vết thương này cũng không thể nào hồi phục ngay được. Ở hai phía sau làm thế nào? Thiên phú của cậu ta không ổn, nếu không có thêm nghị lực thì có tư cách gì mà vào sở này khác. Có điều trên người cậu ta tôi nhìn thấy sự cố chấp và kiên trì. Nụ cười cuối cùng của cậu ta đã chứng minh cậu ấy có một trái tim khoan dung và lương thiện. Tôi đã làm như vậy rồi, đương nhiên là có cách cứu giúp. Thầy Tiêu, anh đang, thứ này quá là quý báu. Thứ quý báu phải dùng ở nơi thích hợp, đứa trẻ này tôi thích. Không ngờ trong khóa khảo sinh lần này lại có đứa trẻ như vậy. Cậu ta quá giống với hồi tôi mới đến sửa nai khắc, mà biểu hiện của cậu ấy tốt hơn tôi lúc ban đầu. Tôi muốn thu nhận cậu ta làm đệ tử của mình. Cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc này cũng coi như là quà gặp mặt của tôi dành cho cậu. Phong tử, sao lại bị thương thành ra như vậy? Yên tâm, cậu ta không sao. Tuy bị thương nặng, nhưng khí tức và hồn lực đều vô cùng dồi dào, có lẽ là được điều trị cực tốt. Nghỉ ngơi một chút nào được. Các anh em, tớ qua rồi, tớ thông qua rồi. Thật sao, tốt quá rồi. Bọn tớ cũng qua cả rồi. Tớ ngủ đã, buồn ngủ quá. Bây giờ có thể yên tâm rồi. Có điều cũng không được thả lỏng. Chỉ có thông qua khảo hạch tổng hợp mới được sở nai khắc chính thức thu nhận. Khảo hạch tổng hợp cuối cùng sao? Sẽ kiểm tra cái gì? Điều duy nhất tôi có thể chỉ cho các em là khảo hạch tổng hợp thực sự là sẽ có nguy hiểm, thậm chí có khả năng là nguy hiểm đến tính mạng. Ngày hôm sau, sở nai khắc học viện tụ tập tất cả khảo sinh lại, mở cuộc họp ở sảnh nhà khách. Tôi có hai tin tức báo cáo cho mọi người. Thứ nhất, thành tích khảo hạch cá nhân sẽ không phát sinh ai bị loại. Tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia khảo hạch tổng hợp cuối cùng. Thứ hai, liên quan đến khảo hạch tổng hợp, mọi người sẽ được đưa đến một nơi chân thực, tiến hành chiến đấu với kẻ địch thực sự. Chú ý, đó là chiến trường thật. Một khi xảy ra vấn đề, mọi người rất có thể là sẽ chết thật ở đó. Bây giờ mọi người có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia. Người không tham gia sẽ bị loại đưa về nhà. Cho mọi người thời gian suy nghĩ một tiếng. Lam Hiên Vũ, các cậu nghĩ sao?
Bọn tôi tham gia khảo hạch tổng hợp cuối cùng. Được. Vậy ước hẹn giữa chúng ta vẫn còn tính chứ? Đương nhiên. Tiền đề là các cậu nghe theo chỉ huy của tôi. Được. Có ba người bọn họ đi cùng là chuyện tốt. Dù sao sự tín nhiệm với nhau cũng được xây dựng rồi. Bọn tôi tham gia, các cậu thì sao? Bọn tôi cũng tham gia. Vậy chúng ta cùng hành động đi. Được. Có điều phải nghe theo chỉ huy của tôi mới được. Hả? Cậu chỉ huy bọn tôi. Cậu thấy cậu thông minh hơn bọn tôi. Cũng kiểu vậy, nếu hai người không muốn, vậy không cần vào cùng đội với bọn tôi. Có đội ngũ phân nhánh, thực lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tiên Thù, bạn em tự đại thật đấy. Chị Mộng Cầm, chị nghe em nói đã. Chị Mộng Cầm, thực lực của chị chắc chắn là mạnh nhất rồi, nhưng về phương diện chỉ huy em tin cậu ấy. Chị Mộng Cầm, chị nghĩ mà xem, với thực lực của họ, đạt được quán quân của hải tuyển và kiểm tra lại, then chốt chính là năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ. Chị Mộng Cầm, chị tin lời em, chị hãy đồng ý với cậu ấy đi. Chúng ta liên thủ nhất định là thi đỗ sửa nai khác. Vậy đi, chị không tin cậu ta nhưng chị tin em. Dù sao nếu chị cảm thấy cậu ta không đáng tin, hai chúng ta sẽ đi. Ừm, không ngờ cô ấy lại nói giúp đỡ mình như vậy. Cuối cùng tất cả khảo sinh đều không ai lựa chọn từ bỏ. Dù sao khó khăn lắm mới đi đến được bước này. Thời gian khảo hạch tổng hợp là ngày kia. Mỗi một người đều phải tự chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình. Đúng vậy. Mỗi một người đều phải tự chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình. Đã chọn rồi, vậy thì không được hối hận. Nhưng các em nhất định là phải nhớ, khảo hạch lần này không phải là diễn tập, mà là chiến đấu thật sự. Ta có thể khẳng định nói với các em, mỗi một lần khảo hạch tổng hợp đều có người chết. Nhớ đấy, bất luận thế nào cũng nhất định là phải sống sót trở về.